Quý vị thân mến, trong những ngày vừa qua, thế giới đang trải qua quá nhiều biến động, từ Trung Đông cho tới chiến trường Ukraine. Và đừng quên, xung quanh chúng ta cũng đang có những vấn đề có thể dẫn tới xung đột. Vấn đề mà chúng tôi muốn nói không phải ở Biển Đông, mà là ở phía Tây Nam của đất nước. Mới đây, Campuchia đã tuyên bố họ sẽ cùng với Trung Quốc xây dựng kênh đào Phù Nam, một dự án đã được ấp ủ từ lâu của họ. Ngay sau đó, Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, đã phải lên tiếng về vấn đề này. Vậy thì kênh đào Phù Nam là gì? Tại sao Việt Nam lại lên tiếng về nó? Nếu quý vị khán giả có thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Sau khi nhậm chức vào tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bắt tay vào một dự án đường thủy đầy tham vọng trị giá 1,7 tỷ USD được gọi là kênh đào Phù Nam, Funan Techo Canal. Đây sẽ là kênh đường thủy đầu tiên ở Campuchia nối cảng tự trị Phnom Penh với tỉnh ven biển Kép bằng cách cắt ngang qua 4 tỉnh Kando, Takeo, Kampot và Kép. Con kênh rộng 100 mét với độ sâu ổn định 5,4 mét này có thể tiếp nhận các tàu chở hàng với trọng tải lên tới 3.000 tấn DWT. Dự án cũng bao gồm việc xây dựng 3 hệ thống âu tàu, 11 cây cầu và 208 km đường ven. Các quan chức chính phủ và các nhà phân tích Campuchia tin rằng dự án có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa sản xuất giữa cảng tự trị Phnom Penh và cảng biển nước sâu ở tỉnh Sihanoukville. Ngoài ra, kênh đào có thể làm giảm sự phụ thuộc của Campuchia vào cảng biển Việt Nam. Theo đó cũng có thể có tác động tới mối quan hệ của Campuchia với Trung Quốc và Việt Nam. Theo các học giả phương Tây, đây được xem là bước củng cố chỗ đứng cho tân thủ tướng Hun Manet. Cựu thủ tướng Hun Sen là người đứng đầu ở Campuchia trong gần 40 năm qua. Ông được xem là một lãnh đạo cứng rắn, có sức lôi cuốn, người biết cách hoàn thành công việc. Tiếp nối ông Hun Manet, con trai Hun Sen và tân thủ tướng Campuchia cũng cần thể hiện khả năng làm việc hiệu quả và khả năng lãnh đạo lôi cuốn. Trong bối cảnh đó, kênh Phù Nam có thể giúp nâng cao mức độ ủng hộ của người dân Campuchia dành cho ông. Điều này góp phần giải thích tại sao dù Hun Sen là người đưa ra ý tưởng về con kênh, nhưng Hun Manet mới là người thực hiện nó. Hai tháng trước khi rời nhiệm sở, Hun Sen đã chủ trì một cuộc họp nội các quyết định rằng dự án hệ thống đường thủy và hậu cần Tole Pasak sẽ được gọi là kênh đào Phù Nam. Kế hoạch chi tiết của dự án cũng đã được vạch ra, bao gồm ngân sách, cấu trúc và thời gian thực hiện. Tuy nhiên, dự án dường như đã được tăng tốc kể từ khi Hun Manet trở thành thủ tướng Campuchia. Ông đã thúc đẩy việc xây dựng dự án bằng việc thu hút các nhà đầu tư và đến thăm các nước láng giềng. Vào ngày 16 đến 17 tháng 9 năm 2023, Manet có chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Trung Quốc, tham gia hội chợ triển lãm ASEAN Trung Quốc lần thứ 20 tại Nam Ninh. Trong khi gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo và nhà đầu tư Trung Quốc, ông đã gặp Vương Đồng Trụ, chủ tịch tập đoàn cầu đường Trung Quốc CBRC, một công ty nhà nước Trung Quốc tham gia vào nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng khổng lồ ở Campuchia. Sau khi trở về Campuchia, Hun Manet mô tả chuyến thăm là có kết quả, trong khi các quan chức chính phủ Campuchia khác gọi đây là một thành công lớn đối với Campuchia. Một tháng sau, Campuchia chính thức ký thỏa thuận với CBRC để đầu tư xây dựng kênh đào. Sau đó, vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023, Hun Manet đến thăm Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhiều phương tiện truyền thông địa phương ở Việt Nam và quốc tế đã nhanh chóng đưa tin rằng chuyến thăm đầu tiên của Manet tới Việt Nam sẽ giúp tăng cường quan hệ song phương. Cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, gọi đây là chuyến thăm mở ra một trang mới trong quan hệ song phương và rằng Hun Manet đang tiếp tục chính sách đối ngoại của chính quyền tiền nhiệm. Đài VOV cũng mô tả chuyến thăm là giúp tăng cường tình láng giềng tốt đẹp, tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài và bền vững giữa hai nước. Ngược lại, với những tin tức nổi bật về chuyến thăm Trung Quốc, các quan chức cấp cao Campuchia tuyên bố rằng chương trình nghị sự chính là trấn an Việt Nam, rằng kênh đào Phù Nam sẽ không ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Mekong. Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao của chính phủ Campuchia và các nhà phân tích của nước này tin rằng Việt Nam có những lo ngại khác về kênh đào, đặc biệt là về khả năng các tàu chở hàng từ Campuchia
sẽ không còn phải ghé cảng Cái Mép của Việt Nam. Cảng này nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km về phía đông nam. Ngoài việc bày tỏ quan ngại với Hulmanet về tác động môi trường của con kênh, chính phủ Việt Nam cũng đang tiến hành đánh giá riêng về tác động xuyên biên giới của kênh Phù Nam. Nếu kết quả khác với đánh giá do Campuchia tiến hành, con kênh này có thể trở thành một vấn đề trong quan hệ song phương giữa Phnom Penh và Hà Nội. Sonaro, đặc phái viên của Thủ tướng Campuchia, phụ trách các vấn đề ASEAN, đã tháp tùng Hulmanet tới Việt Nam, đưa ra bình luận với giới truyền thông sau chuyến thăm. Ông ngụ ý rằng, kênh Phù Nam có thể cải thiện nền độc lập của Campuchia khi họ không còn phải quá cảnh hàng qua các cảng Việt Nam. Ông khẳng định, chúng tôi không có suy nghĩ nào tiêu cực về Việt Nam cả. Tuy nhiên khi chúng ta phụ thuộc vào ai đó để tồn tại, chúng ta đang đánh mất một phần độc lập của mình. Trên đây là thông tin cơ bản về dự án kênh đào Phù Nam và một số lo ngại giữa quan hệ Việt Nam-Campuchia. Vậy thì những động thái đó là gì? Nó đang nói lên những điều gì? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. Con dao phía Nam. Trong nhiều năm qua, có lẽ phải tính từ sau sự kiện HD981 hồi năm 2014, đã đặt ra nhiều dấu hỏi về mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia vốn được coi là thân thiết. Trong khi các nước như Việt Nam, Philippines và Malaysia đang căng mình đối phó với những hành động leo thang căng thẳng của phía Trung Quốc, thì chỉ có duy nhất Campuchia là lên tiếng ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Hành động này đã bị nhiều nước ASEAN lên án là đâm sau lưng. Và cũng kể từ đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia nói riêng hay giữa Campuchia với ASEAN nói chung đã xảy ra rất nhiều căng thẳng và bất đồng. Với kênh đào Phù Nam, theo những nghiên cứu từ các chuyên gia Việt Nam công bố, kênh đào này khi hoàn thành sẽ có tác động vô cùng tiêu cực đến vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ của nước ta. Dòng chảy tự nhiên của con sông đang bị gián đoạn do tác động tiêu cực của các đập thủy điện ở thượng nguồn. Điều này cũng khiến cho nguồn cung cấp trầm tích sông của đồng bằng sông Cửu Long giảm hơn 90%, gây nên những thay đổi về sản lượng cá, đa dạng sinh học và chế độ dòng chảy lưu vực. Nó phá vỡ các hệ thống sinh thái mỏng manh và gây nguy hiểm cho sinh kế của khoảng 18 triệu người đang sinh sống dọc hai bên bờ sông. Dự án này cũng có thể sẽ gây ra tác động mạnh hơn nữa cho cộng đồng dân cư ở Hạ Lưu, vốn đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu, bởi kênh đào này cần tới hơn 80 triệu mét khối nước hoạt động, và từ đó nó sẽ góp phần làm cạn kiệt mức nước sông Tiền và sông Hậu. Một quan tâm đặc biệt đó là sự thay đổi dòng chảy của sông Mekong. Kênh đào này có thể hoạt động như một con đê ngăn nước chảy vào các khu vực quan trọng của vùng đồng bằng ở miền Nam Việt Nam. Nó sẽ gây ra khô hạn ở phía nam kênh và vùng ẩm ướt ở phía bắc do dòng chảy của sông Mekong có thể mở rộng trong mùa mưa. Vào những tháng cuối năm, kênh đào này sẽ hoạt động như một con đập khi nước chảy xuôi dòng, chạm vào kênh và chuyển hướng về phía đại dương. Sự thay đổi của dòng nước như vậy sẽ tác động đáng kể tới các hoạt động về nông nghiệp và gây nguy hiểm cho môi trường sống của các loài dễ bị tổn thương trong khu vực. Vấn đề thiếu nước đang ngày càng gia tăng đã tác động không nhỏ tới tăng trưởng dân số, đô thị hóa, công nghiệp hóa và nhu cầu năng lượng khi mà giá trị nền kinh tế và chiến lược của nước tăng lên. Đặc biệt là vấn đề cạnh tranh, tiếp cận nguồn nước sẽ gây tác động tiêu cực tới các quốc gia vốn có lịch sử lâu dài cùng chung dòng nước sông Mekong. Ngoài ra, về vấn đề an ninh quốc phòng, cũng đang có nhiều lo ngại về việc tàu chiến có thể thông qua kênh đào này di chuyển từ Vịnh Thái Lan hoặc từ căn cứ Rim tiến sâu vào nội địa. Đó là các tác động tiêu cực mà con kênh này có thể tác động tới Việt Nam. Câu hỏi bây giờ đó là chúng ta phải làm gì? Về mặt lý thuyết, họ xây trong đất của họ nên chẳng ai có quyền can thiệp vào. Một số người có thể bảo là thế, còn Hiệp ước sông Mekong và Ủy hội sông Mekong năm 1995 thì sao? Đây là căn cứ pháp lý quốc tế quan trọng cho Việt Nam, đòi hỏi phía Campuchia phải lấy ý kiến rộng rãi từ nhiều nước trong khu vực về dự án kênh đào này. Tuy nhiên, vấn đề đó là Ủy hội sông Mekong MRC chỉ là bên điều phối để giúp các quốc gia cùng ngồi lại với nhau để đàm phán vì lợi ích chung của dòng sông, nhưng nó lại không thể ban hành các chế tài cụ thể về vấn đề của sông Mekong. Ví dụ như, những con đập được xây dựng trên dòng chính, nhưng MRC không quyết định được bởi vì họ chỉ là đơn vị tạo sân chơi cho các bên trao đổi mà thôi. Kiểu như,
nếu bây giờ Campuchia có xây một con kênh trên dòng chảy chính, thì họ sẽ phải ngồi lại để trao đổi với Việt Nam, Thái Lan và Lào. Nhưng dự án này xây thế nào, xây trong bao lâu, xây ở đâu, sau đó thì cùng nghiên cứu tác động của nó lên cả bốn quốc gia, nhưng tất cả chỉ dừng ở lại đó mà thôi. MRC không có quyền bắt các quốc gia khác không được xây dựng mọi thứ. Nó phụ thuộc vào mặt cả và lời cam kết của bốn quốc gia kia. Mà điều này thì dễ bị tác động từ bên ngoài, đặc biệt là từ phía Trung Quốc. Chính vì vậy, việc dựa vào MRC sẽ là không khả quan. Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ, đó là nhận biết rõ kết quả tiêu cực và lên phương án đối phó lâu dài với những hệ quả như là thiếu nước hoặc xâm nhập mặn, thậm chí là cả vấn đề về quân sự. Trong nhiều năm vừa qua, Trung Quốc đã liên tục có những động thái được xem là gắn dao phía Nam Việt Nam. Hiện nay đang có ít nhất là 3 dự án của Trung Quốc xây dựng tại Campuchia, gây căng thẳng giữa quan hệ hai nước Việt Nam và Campuchia. Thứ nhất là quân cảng Rim. Nếu hồi năm 2020, người ta còn tranh cãi liệu nơi đây có trở thành căn cứ quân sự cho Trung Quốc hay không, thì giờ đây có lẽ là chẳng cần phải tranh cãi nữa. Từ năm 2022, các bức ảnh vệ tinh được chụp bởi CSIS đã cho thấy sự hiện diện của các tàu quân sự Trung Quốc tại đây. Dù Campuchia vẫn liên tục phủ nhận rằng đây chỉ là các tàu của hãng tư nhân Trung Quốc được họ thuê để nạo vét cảng. Tuy nhiên, phải thưa thì không thể che được mắt thánh. Ngay từ những bước động thổ đầu tiên, Hoa Kỳ đã giám sát chặt chẽ nó qua vệ tinh và những thông tin tình báo. Ngay cả khi vấn đề Nga-Ukraine đang căng thẳng, thì họ cũng không rời mắt khỏi đây. Không chỉ là về căn cứ quân sự, Trung Quốc hiện nay còn thúc đẩy việc xây kênh đào ra với Thái Lan. Đó là một phần của chính sách vành đai và con đường do Tập Cận Bình vạch ra. Thứ hai, dự án Darasakor tại tỉnh Cốt Con với tổng trị giá lên tới 3,8 tỷ đô la Mỹ là một phần trong sáng kiến vành đai và con đường. Dự án này sẽ được xây dựng theo từng giai đoạn. Đầu tiên là một sân bay quốc tế, tiếp theo là một cảng nước sâu và sau đó là các nhà máy và khu nghỉ dưỡng. Dù Campuchia có lên tiếng rằng dự án này sẽ chỉ dùng với mục đích dân sự và du lịch, nhưng các học giả đã chỉ ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Một là dự án này trái với pháp luật của Campuchia. Theo luật của đất nước này, doanh nghiệp nước ngoài chỉ được phép thuê đất 99 năm với diện tích dưới 10.000 hectare, tức là dự án này đã rộng gấp 4 lần quy định cho phép. Thế nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn được thông qua. Thứ hai, sân bay theo dự án này sẽ dài 3.400 mét và có công suất là 10.000 hành khách mỗi năm, gấp đôi công suất tại sân bay Phnom Penh và gấp hơn 40 lần số lượng khách tới sân bay Sihanouk Vinh, một sân bay với chiều dài đủ sức để cho bất kỳ một máy bay chiến đấu nào của Trung Quốc có thể cất hạ cánh tại đây. Thứ ba, việc xây dựng cảng nước sâu là không thích hợp để đón tàu khách du lịch. Chưa kể là quy mô của cảng này quá lớn và có thể tiếp đón các tàu có trọng tải 10.000 tấn, phù hợp với đa phần các tàu khu trục và tàu khinh hạm của Trung Quốc. Hơn nữa, vị trí nơi này là khá hoang vu, cách xa với các thành phố tấp nập, ngay cả với những nơi mà người Trung Quốc đang kinh doanh. Các nhà phân tích đến từ Hoa Kỳ đều có chung nhận định rằng một khả năng là nó sẽ gây áp lực cho các cơ sở quân sự chiến lược của Việt Nam đóng tại cảng Cam Ranh. Một căn cứ quân sự tại Cốt Cong sẽ buộc Hà Nội phải hướng sự chú ý vào đó sang phía Tây. Do đó, Cốt Cong chắc chắn có thể gây phức tạp cho việc lập kế hoạch của Việt Nam cho một cuộc xung đột vũ trang trong tương lai. Và thứ ba chính là dự án kênh đào Phù Nam hiện nay. Theo hợp đồng với kênh đào Phù Nam, công ty Trung Quốc sẽ quản lý con kênh đào này, bao gồm cả việc bảo trì và thu lợi nhuận từ việc thu phí qua kênh. Công ty Trung Quốc sẽ chuyển giao quyền quản lý kênh cho chính phủ Campuchia sau một thời gian khoảng từ 40 đến 50 năm. Kênh đào Phù Nam sẽ là một trong nhiều dự án cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Trung Quốc tại Campuchia. Ngoài những lo ngại về vấn đề môi trường và hệ sinh thái, một yếu tố nữa khiến Việt Nam phải đề phòng đó là sự gia tăng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở phía Tây Nam của đất nước ta. Điều này hoàn toàn có cơ sở, vì ai làm ăn cũng đều cần phải có lãi và thấy rủi ro ở mức chấp nhận được thì mới dám đầu tư. Tuy nhiên, tại Campuchia, có nhiều dự án Trung Quốc chấp nhận rủi ro và thua lỗ chỉ để tăng tầm ảnh hưởng và sự hiện diện của mình gần Việt Nam. Một ví dụ về mô hình phát triển BOT của Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc là tuyến đường cao tốc Phnom Sihanouk Vinh dài 187 km.
Trung Quốc được phép thu phí và quản lý dự án này trong 50 năm. Các tài xế sẽ phải trả từ 12 đô cho một chiếc xe hơi nhỏ và có thể lên tới 60 đô cho một chiếc xe tải chở hàng khi di chuyển một chiều trên đường cao tốc này. Dự án Darashako cũng là một ví dụ khác về yếu tố cơ sở vật chất và kinh tế. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều nguy hiểm nhất. Cảng biển hay sân bay dù sao cũng chỉ là vật chất nếu không có yếu tố con người. Đang có rất nhiều người Campuchia không có cái nhìn thiện cảm và thậm chí là có thái độ thù địch với Việt Nam. Quay trở lại với năm 2013-2014, Samrinsi, một chính sách của Campuchia, vốn có thái độ thù địch với Việt Nam. Ông ta thành lập Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRP. Vào khoảng thời gian năm 2013-2014, ông ta đã kêu gọi những người Campuchia tại các vùng biên giới gần Việt Nam thực hiện những cuộc vượt biên, thay đổi dấu mốc chủ quyền biên giới và liên tục kêu gọi bài trừ Việt Nam. Ông ta còn đưa ra một câu nói nổi tiếng đó là cây thốt nốt mọc tới đâu, đất xưa của người Việt Nam trải tới đó. Mục đích là để kích động hận thù dân tộc, kiếm phiếu bầu với lời hứa huyễn hoặc rằng sẽ đòi lại vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long từ Việt Nam. Chiêu trò này giống với những gì mà Pol Pot năm xưa đã làm và cũng không quên nói rằng Việt Nam là kẻ xâm lược, chính quyền của ông Hun Sen là tay sai cho Việt Nam. Điều đáng sợ là ở chỗ, theo nhiều ước tính từ những tờ báo như BBC hay AFI, đang có ít nhất là 3 triệu người Campuchia ủng hộ đảng của ông ta. Điều này có nghĩa là khoảng 1/5 dân số Campuchia đang coi Việt Nam là kẻ thù. Trên đây là dự án kênh đào Phù Nam của Campuchia. Nó đang được bàn tán trong thời gian vừa qua. Chúng ta không có quyền can thiệp vào nội bộ của quốc gia khác. Việc bây giờ phải làm là lên kế hoạch chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt trong tương lai, đồng thời nâng cao cảnh giác ở phía Tây Nam. Vấn đề được chúng tôi nhắc đến dựa trên tiền lệ của lịch sử, vì trong thế kỷ trước, dù Khmer Đỏ có yếu hơn Việt Nam về mọi mặt, thế nhưng chúng vẫn dám tấn công chúng ta vì chúng có Trung Quốc, và sau đó là Hoa Kỳ, Anh và thậm chí là cả Liên Hợp Quốc chống lưng phía sau. Quý vị thân mến, vừa rồi là những phân tích của kênh. Nếu quý vị đồng ý với những phân tích trên của chúng tôi, quý vị hãy để lại bình luận phím số 1 nếu đồng ý và để lại phím số 0 nếu không đồng ý nhé. Và đừng quên cho chúng tôi biết lý do để chúng tôi tham khảo quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.